chuyến bay hiện tại bây giờ đang bám víu vào những năm cuối cùng, và chúng bay đã và đang toan tính bán đất, bán dân, bán nước cho ngoại bang, và nhất là bán cho bọn Tàu Cộng. Và chúng bay cũng biết rằng là bọn Tàu Cộng, nếu chúng nó thắng trận chiến sau cùng này thì chúng nó sẽ giết sạch hầu hết đàn ông Việt Nam ở tại Việt Nam. Chúng nó chỉ giữ lại phụ nữ, đàn bà để làm nô lệ cho chúng. Bởi vì chúng nó đang thiếu hàng 500-700 triệu phụ nữ. Bởi vì chính sách trọng nam khinh nữ, và chúng nó đã giết hàng bao nhiêu trăm triệu thai nhi con gái. Giờ đây chúng nó đang thiếu hàng 500-700 triệu phụ nữ. Vì thế chúng nó có chính sách chiếm đất, chiếm dân, chiếm phụ nữ đó. Và đàn ông thì chúng nó sẵn sàng giết sạch, không chỉ riêng ở tại Việt Nam mà là tất cả những quốc gia nào nếu mà thằng Trung Cộng nó có cơ hội, nó sẽ chiếm đất và đương nhiên giết sạch đàn ông ở những quốc gia mà nó chiếm. Và chúng nó chỉ giữ phụ nữ, đàn bà để làm nô lệ cho chúng. Thế thì chúng bay đã và đang nhận tiền của bọn Trung Cộng để bán nước Việt Nam, bán dân Việt Nam, bán phụ nữ Việt Nam cho chúng, cho bọn Trung Cộng. Thế thì chúng bay sẵn sàng để cho chúng nó tàn sát tất cả đàn ông Việt Nam ở tại nước nước Việt Nam. Ta cho chúng bay biết mạng sống của con người, trong đó có chúng bay, nghe không? Thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Xuân Phúc, thằng Trần Đại Quang và con Nguyễn Thị Kim Ngân, và Trung ương Đảng Cộng sản chúng bay, và tất cả những thằng, những con bí thư từ chóp bu xuống địa phương các cấp. Chúng bay cũng là con cái của thế giới thiên loại, của cha trời thượng đế toàn năng. Bởi vì chúng ta là con người, nhưng có những người lầm đường lạc lối vì những túi tham không đáy. Vì thế chúng bay mới sa đọa, tiền tài vô như nước, hàng bao nhiêu tỷ đô, hàng bao nhiêu. Bây giờ cái tiền mà tham nhũng hối lộ, bán đất, bán dân, bán biển lên hàng ngàn tỷ đô la. Và chúng bay đã chuyển ra nước ngoài hầu hết số tiền đó. Và hầu hết số tiền chuyển ra nước ngoài đã bị bọn tư bản xanh, tư bản đỏ giật hết. Và chúng bay chỉ nắm con số, number và mật mã giấy tờ, giấu kín, không bao giờ đem ra ánh sáng sự thật. Bởi vì đem ra thì chúng bay tự tố cáo tội tham nhũng của chúng bay sao? Vì thế hầu hết số tiền chúng bay tham nhũng, bán đất, bán dân, bán biển chuyển ra nước ngoài, hàng ngàn tỷ đô, đa số đã bị giật rồi các con ạ. Giờ đây ta nói cho các ngươi biết, ta nói chuyện cho các ngươi biết, với tư cách là minh vương Việt Nam, ta là vua Việt Nam, ta là phụ đổng thiên vương tái thế, có từng, có giới, có khoa, thần sắc, thần khí của ta, linh điển của ta là phụ đổng thiên vương tái thế. Mệnh của ta đã từng làm vua Việt Nam nhiều lần rồi, ta trở lại một lần nữa, lần này, và đang mượn xác một vị y liền sư đang ngồi thư chuyện cùng chúng bay và thư chuyện cùng đồng bào. Đây là thư chuyện nha, năn nỉ chúng bay hãy ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, ta kêu gọi các ngươi, bọn cộng sản khốn kiếp ở tại Việt Nam. Và đương nhiên trong đó có những thằng đã retire, thí dụ như cái đám Nguyễn Tấn Dũng,
chúng bay, tiền tham nhũng chúng bay thì cũng đâu có thua gì cái đám Nguyễn Phú Trọng đang bán đất, bán dân, bán biển cho Trung Cộng. Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng bay lập công chuộc tội khi mà chúng bay còn có cơ hội. Đó là mau mắn tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam do chính ta, Y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam, làm việc cùng đồng bào Việt Nam của chúng ta gấp. Với sự việc đó và với tư cách của Minh Vương Việt Nam và những phép lạ, những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế, với những phép lạ này, ta tin tưởng đồng bào Việt Nam chúng ta sẽ quý mến và thương mến và kính trọng ta. Nhờ đó mà ta có thể van xin đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta tha tội ác của chúng bay đã làm bấy lâu nay. Với điều kiện là chúng bay phải thực sự ăn năn sám hối, nghe lời ta dạy bảo bởi sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng và của ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta và của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, là kêu gọi chúng bay mau mắn ăn năn sám hối gấp, nghe lời ta dạy bảo, tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước và phục vụ đất nước Việt Nam do chính ta cùng đồng bào Việt Nam chúng ta làm việc gấp. Và nếu chậm trễ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người dân sẽ nổi dậy. Khi cơ trời chuyển, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, và lúc đó là lúc người dân sẽ xử tử hình chúng bay. Hoặc là người dân sẽ ôm hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam có phép lạ đi chung, và cũng như hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta có phép lạ đi chung, xuống đường, ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản siêu quy khuẩn của chúng bay. Ta chính đây Y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam, ta phục vụ cho đồng bào ta, ta phục vụ cho những người hiền hòa, ta phục vụ cho những người đã và đang bị chúng bay hà hiếp, đàn áp, bóc lột, trấn áp, đầy đọ, giết chóc bấy lâu nay. Ta là Minh Vương Việt Nam và ta trang trọng ngôi trao ngôi Minh Vương của ta đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta để cùng nhau làm việc phục vụ cho nhau, trong đó có cho chúng bay luôn. Nếu chúng bay thật sự ăn năn sám hối thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng, là chúng bay hãy nghe lời ta dạy bảo. Và sẵn đây tôi nói cho đồng bào Việt Nam biết luôn, hãy mau mắn đồng hành cùng tôi copy những hình ảnh phép lạ mà tôi vừa trình bày, phép lạ của cha trời Giê-xu và những sấm lệnh đặc biệt này, phân phát cho đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp, bởi vì tận thế đang chuyển mình và cha trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Đó là những gì Ngài cho tôi biết trước và bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp. Và đồng bào có một bổn phận đồng hành với tôi để thông báo sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Cha trời Giê-xu sẽ đặt nền tảng cai trị của Ngài để phục vụ và cứu rỗi nhân loại, để giúp nhân loại đi vào thế giới thiên loại. Cha trời Giê-xu sẽ đặt thành Jerusalem của Ngài từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi nhân loại. Và thời điểm đó sát một bên rồi, và sự việc đó sẽ xảy ra đúng thời hạn theo thời dụng biểu của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, là không chậm trễ. Và ngày đó đã sát một bên rồi. Phần chi tiết tôi sẽ thông báo sau khi mà đúng lúc. Và kính thưa đồng bào thân mến, một lần nữa tôi nhắc lại, Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong đó
có Linh Mục Nguyễn Văn Nhơn, Linh Mục Ngô Quang Kiệt, và nhất là Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Ở đây là có cái chuyện đặc biệt này. Cha Trời Giê-xu đã cho tôi biết Ngài kêu gọi khẩn cấp Linh Mục Nguyễn Văn Lý là chấp hành gấp làm gương cho các linh mục ở tại Việt Nam, là học hỏi về những phép lạ. Chúa Giê-xu hiện ra trên mây, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, và mau mắn kêu gọi Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi đồng bào Công giáo Việt Nam cùng nhà học hỏi, cùng lúc copy những hình ảnh này phân phát cho tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước, trên 90 triệu người được có, được biết gấp, để cùng nhau ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Và khi sự việc chúng ta cùng nhau ôm những hình ảnh phép lạ Chúa Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ Đông Vong và hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra, ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì bọn cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện và chúng ta sẽ không đổ một giọt máu. Và đương nhiên nhờ như thế, nhờ việc làm của chúng ta như thế, ôm hình ảnh Chúa Giê-xu ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì bọn cộng sản đầu hàng vô điều kiện và chính chúng nó sẽ được cứu nữa, là bởi vì chúng nó không có một cơ hội nào khác, bởi vì chúng nó không muốn bị diệt vong, bị xử tử hình và sau đó linh hồn bị nhốt chung với thằng ác hồn Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành. Vì thế bọn cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện và bọn Trung Cộng sẽ cút về Tàu Cộng. Linh Mục Nguyễn Văn Lý mau mắn đáp trả lời mời gọi của Cha Trời Giê-xu, bảo tôi nhắc nhở cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý mau mắn kêu gọi tất cả quý linh mục ở Việt Nam cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn chấp hành gấp, thông báo cho người dân Việt Nam, copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu rồi phân phát cho tất cả mọi người, rồi cùng nhau xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Đây là việc làm mà chúng ta hãy mau mắn thực hiện gấp, không được chậm trễ. Và kính thưa đồng bào thương mến, hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta cũng như bảo vệ gia đình chúng ta. Và nhất là khi chúng ta ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung. Hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung. Hình ảnh phép lạ này sẽ làm cho bọn cộng sản khiếp sợ. Hình ảnh phép lạ này sẽ làm cho bọn Tàu Cộng khiếp sợ. Và những phép lạ vĩ đại Cha Trời Giê-xu sẵn sàng tỏ hiện ra trên mây nếu cần. Tuy nhiên, những ai ôm hình ảnh này ra đường cầu nguyện, những ai tin tưởng vào quyền năng của Cha Trời Giê-xu, quyền năng của Cha Trời Giê-xu sẽ bảo vệ cho người đó và cũng như bảo vệ cho gia đình người đó. Nhớ làm như thế, hình ảnh Cha Trời Giê-xu khuôn mặt này có phép lạ đi chung để đuổi bọn quỷ Sa-tan cũng như để đuổi bọn cộng sản siêu vi khuẩn ăn hại. Và nhất là đương nhiên để đuổi bọn Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta, và đồng thời để dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế tư bản đỏ, tư bản xanh đã và đang giày xéo, cướp bóc mồ hôi nước mắt của đồng bào dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Y sư Thánh Gióng chúng tôi nhắc nhở cho đồng bào được rõ là hãy mau mắn chấp hành, và tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ một Minh Vương Việt Nam để làm việc cứu Việt Nam. Giờ đây tôi đang thư chuyện cùng đồng bào với tư cách là Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, người mà đất nước Việt Nam chúng ta và nhất là đồng bào Việt Nam thân thương quý mến của chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ nay. Thì đây là thời điểm mà đồng bào phải đồng hành cùng chúng tôi gấp, bởi vì tôi Minh Vương Việt Nam, y sư Thánh Gióng, trang trọng ngôi, trao ngôi Minh Vương của tôi đến tận tay mỗi đồng bào chúng ta để cùng nhau làm việc Minh Vương, phục vụ cho nhau. Vì thế từ đây tới chúng ta không còn được phép so sánh việc lớn việc nhỏ, miễn là chúng ta làm việc với cả một tinh thần phục vụ cho nhau thì việc lớn việc nhỏ gì cũng đều giá trị như nhau.
bởi vì chúng ta làm việc với tận đáy lòng bằng một cái tấm lòng phục vụ cho nhau thì tất cả mọi việc đều quan trọng như nhau. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Và đây hình ảnh những phép lạ vĩ đại có phép lạ đi chung, nhất là ba hình ảnh, đặc biệt là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu và hình ảnh sư tử nhà Chúa, The Lion of Judah, và đương nhiên hình ảnh ông bà tổ tiên mình và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc đã được Cha Trời Giê-xu cho tỏ hiện ra trên mây. Những hình ảnh này có phép lạ đi chung. Chúng ta ôm những hình ảnh này, ôm những hình ảnh này, ôm những hình ảnh này ra đường cầu nguyện thì bọn Cộng sản sẽ tan rã, bọn Tàu Cộng sẽ cút về Tàu, và tài phiệt Tư Bản Xanh, Tư Bản Đỏ quốc tế sẽ kính trọng và quý mến cũng như kính nể chúng ta. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào. Rồng đẹp quá. My goodness. So beautiful. Wow.
ra của mình. Wow, đẹp quá. Đông quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, đó, rồi đuôi kìa. Wow.
đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè, phần cổ nè. Ồ, cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá. Đúng rồng quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng nè, thấy ông rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, đó, đuôi kìa. Wow.